Các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video của mình đến đây kết thúc rồi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay nhá, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ năng làm sao để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Mình lại tiếp tục tô nha. Hôm nay vòng của mình sẽ có dòng chữ sao băng. Bây giờ mình bắt đầu nhé.
Như vậy video của mình đến đây kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại.